Chào mừng mùa giải mới Toyota V-League 2015, sáng Chủ nhật ngày 4 tháng 1, từ đại bản doanh câu lạc bộ bóng đá Thanh Hóa, hội cổ động viên bóng đá xứ Thanh đã tổ chức diễu hành biểu dương lực lượng trên địa bàn thành phố Thanh Hóa. Những hình ảnh đẹp, ấn tượng như thế này thực sự là màn chào hỏi đầy ý nghĩa của người hâm mộ bóng đá xứ Thanh với mùa bóng 2015. Trước đó vào sáng sớm, lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, lãnh đạo cán bộ nhân viên công ty cổ phần bóng đá Thanh Hóa, ban huấn luyện và tất cả các cầu thủ đã đến dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại khu văn hóa tưởng niệm Bác Hồ, thành phố Thanh Hóa. Đây là hoạt động định kỳ của câu lạc bộ bóng đá Thanh Hóa, thể hiện lòng biết ơn vô hạn đối với Hồ Chủ tịch và các vị anh hùng dân tộc, qua đó góp phần giáo dục truyền thống đạo lý uống nước nhớ nguồn cho các cầu thủ, đặc biệt là cầu thủ trẻ. Buổi chiều, trận đấu diễn ra lúc 16 giờ. Thời tiết mùa đông nhưng nắng ấm, rất lý tưởng cho một trận bóng đá. Ban tổ chức sân Thanh Hóa đã dành hơn 30 phút cho lễ khai mạc mùa bóng 2015. Với mong muốn tạo ra một bầu không khí sôi động cho khán giả yêu bóng đá xứ Thanh, rất nhiều các tiết mục văn nghệ đặc sắc đã được trình diễn trước giờ bóng lăn. Hy vọng khi mùa giải khép lại, bóng đá xứ Thanh cũng sẽ được mê say cùng những tiết mục nhiều màu sắc như thế này. Trên khán đài, bầu không khí cổ vũ ngày càng nóng lên với sự xuất hiện của cơn lốc vàng. Trước đối thủ SHB Đà Nẵng, dù khá tự tin nhưng phần lớn khán giả đều dè dặt khi dự đoán tỷ số. Vừa hai đội bóng mà mình yêu thích, vừa quê hương và vừa mảnh đất mình sinh sống thì đấu với nhau và cũng là một trận đấu mở màn của giải V-League 2015. Nên là cố gắng sắp xếp thời gian để về đây cùng với anh em cổ động viên Thanh Hóa trái hết mình để cùng với đội bóng quê nhà. Cũng chưa thể nói trước được điều gì trước khi bóng lăn, nhưng mà nghĩ rằng giữa hai đội là một có thể là một cái tỷ số là hòa hai đều. Tỷ số nghiêng về Thanh Hóa dĩ nhiên là mong muốn của cổ động viên bóng đá Thanh Hóa. Tuy nhiên ở mùa giải năm nay, hội cổ động viên bóng đá Thanh Hóa còn muốn nhiều hơn thế. Chúng tôi dù sân nhà sân khách lúc đầu cổ động viên Thanh Hóa cũng có mặt rất đông đủ, và mùa giải năm nay thì hội Thanh Hóa sẽ phấn đấu là ít nhất sẽ có được 3 cái giải tháng và cố gắng sẽ lấy được cái giải năm của hội cổ động viên. Cũng như các cổ động viên khác khi đến với sân vận động Thanh Hóa thì em cũng mong muốn rằng mình sẽ tiếp sức cho các cầu thủ một chút sức lực nào đấy để các cầu thủ được thi đấu tốt hơn, thi đấu hết mình, và chúng em ở trên sân sẽ luôn cổ vũ cho các cầu thủ. Chào mừng quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Đồng hành cùng bóng đá Thanh Hóa. Thưa quý vị và các bạn, có lẽ chưa bao giờ các cầu thủ Thanh Hóa bước vào mùa giải mới mà phía sau lưng họ lại là chiếc huy chương đồng. Điều này vừa tạo thêm động lực nhưng đồng thời cũng tạo ra sức ép đối với các cầu thủ cũng như là huấn luyện viên Vũ Quang Bảo. Tuy nhiên trong bóng đá chuyên nghiệp thì sức ép là một điều hết sức bình thường. Điều quan trọng là tập thể đội bóng phải biết cách vượt qua sức ép để vươn tới những thành công mới, cũng như phải thi đấu hết mình để vì người hâm mộ bóng đá xứ Thanh. Và ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị và các bạn không khí của trận đấu giữa đội chủ nhà Thanh Hóa gặp đội SHB Đà Nẵng, cũng như những vấn đề liên quan đến trận đấu này. Hy vọng các cầu thủ Thanh Hóa sẽ có một trận đấu hay để cống hiến cho người hâm mộ bóng đá xứ Thanh. Đội hình Thanh Hóa năm nay không có ngôi sao, nhưng bù lại quan điểm xây dựng lực lượng dựa trên tinh thần đoàn kết tập thể và bản sắc địa phương cũng hứa hẹn mang đến luồng sinh khí mới cho đội bóng. Tất nhiên khi bóng chơi lăn, nhất là trước một đối thủ mạnh như SHB Đà Nẵng, mọi nhận xét đánh giá chỉ có tính chất dự báo. Dù sao thì người ta vẫn hy vọng ngày trở lại chào sân Thanh Hóa của những Đình Tùng hay Sĩ Cường sẽ để lại ấn tượng tốt đẹp. Hy vọng là thế, nhưng nếu xem trọn hiệp 1 của trận cầu Thanh Hóa gặp SHB Đà Nẵng, những ai yêu bóng đá đẹp không khỏi thất vọng. Song với những nhà cầm quân, thắng thua trong trận mở màn luôn có ý nghĩa quan trọng về tinh thần. Thế nên cả ông Lê Huỳnh Đức và ông Vũ Quang Bảo đều chỉ đạo học trò của mình chơi khá thận trọng. Gần như trong suốt 45 phút đầu tiên, đội khách không tạo ra được pha bóng đáng chú ý nào về phía cầu môn của Tô Vĩnh Lợi. Trong khi đó, dù chơi tấn công nhưng đội chủ nhà cũng không dâng quá cao để chờ thời cơ đến. Tiền đạo chủ lực Timothy dù khá nặng nề trong từng bước chạy và chưa cho thấy dáng dấp của một cựu vua phá lưới V-League, song cầu thủ này vẫn khiến hậu vệ đối phương phải mất mồ hôi khi theo kèm. Trong khi đó, Đình Tùng dù rất đang nổ, song vẫn thiếu một chút may mắn ở những tình huống quyết định. Hiệp 1 khép lại với tỷ số hòa không đều.
Sang hiệp thi đấu thứ hai, tận dụng sự nôn nóng của Thanh Hóa, SHB Đà Nẵng đã chơi phản công rất nguy hiểm. Chỉ trong thoáng chốc khi mà hàng phòng ngự của đội chủ nhà bọc lót không tốt, tiền đạo Gomez đã thoát xuống rất nhanh, ghi bàn mở tỷ số trận đấu. Một bàn thua đáng tiếc đối với thầy trò huấn luyện viên Vũ Quang Bảo, bởi đây gần như là cơ hội đầu tiên của đội khách. Có được bàn thắng, đội bóng sông Hàn chơi tấn công rất tự tin. Nếu ở tình huống này Gomez chính xác hơn, Thanh Hóa đã phải nhận trái đắng thứ hai liên tiếp chỉ trong vòng 5 phút. Và một phút sau tình huống bỏ lỡ đó, Gomez lại kiếm về cho SHB Đà Nẵng một quả penalty. Song thủ môn Tô Vĩnh Lợi đã xuất thần cản phá thành công cú đá rất khó của Minh Tâm, giúp đội bóng xứ Thanh vẫn còn cơ hội để lật ngược thế cờ. Một pha bỏ lỡ quá đáng tiếc để Đà Nẵng có thể kết thúc số phận trận đấu. Và đó cũng chính là bước ngoặt để đội chủ nhà có thêm sự tự tin ở những phút còn lại. Đến phút thứ 68, dù có chiều cao chỉ 1m66, nhưng khả năng chọn vị trí tốt đã giúp cho Đình Tùng có bàn thắng san bằng tỷ số. Từ chỗ đứng trước nguy cơ vỡ trận với tinh thần thi đấu ngoan cường, thầy trò huấn luyện viên Vũ Quang Bảo lại đứng trước cơ hội vượt lên giành chiến thắng. Phút thứ 80, suốt cả trận khá im hơi lặng tiếng, nhưng đúng lúc cần xuất hiện, Cao Sĩ Cường, một cầu thủ quê Thanh Hóa khác, đã lên tiếng bằng cú sút chân trái cận thành nâng tỷ số lên 2-1. Nhìn cái cách mà Đình Tùng và Sĩ Cường ôm chầm lấy nhau sau bàn thắng, mới hiểu hết giá trị của hai tiếng quê hương trong thời bóng đá kim tiền hôm nay. Cuối trận, huấn luyện viên Vũ Quang Bảo liên tiếp có sự điều chỉnh nhân sự, đấu pháp để bảo toàn chiến thắng. Còn với SHB Đà Nẵng dù rất quyết tâm, nhưng họ đành phải chấp nhận trắng tay rời sân Thanh Hóa. 3 điểm đầu tiên của đội bóng xứ Thanh trong ngày khai mạc mùa bóng mới thực sự mang lại rất nhiều ý nghĩa. Toàn đội có cả các tuyến phát huy được các cái sức mạnh của đội, mà cuối cùng là chúng tôi có cái trận thắng hôm nay là nó cũng là hợp lý. Đi qua mỗi vùng đất mỗi nơi thì mà mỗi chiến thắng nó có mỗi cảm xúc khác biệt. Ở đây cái chiến thắng của ngày hôm nay thì cái cảm xúc đầu tiên tức là đông đảo người hâm mộ được chia sẻ, cái đấy là cái rất là mừng. Tinh thần cầu thủ rất tốt, đó là việc ghi trận đầu tiên. Và cái thứ hai là không quên ghi công của Tô Vĩnh Lợi đẩy vào 1m. Nếu thua 2-0 thì thực sự là một trận đấu rất khó khăn. Nhưng mà chính đó là cái bàn đạp để tiếp bước, để tiếp sức cho vận động viên chơi tốt. Và những cái điều mà anh em đã tập luyện cả một tuần chuẩn bị cho đội Đà Nẵng thì anh em đã làm thực hiện rất tốt. Và hôm nay chính là hai, có một cái điều đặc biệt nữa là hai cầu thủ người Thanh Hóa ghi bàn, đó là Hoàng Đình Tùng và Cao Sĩ Cường. Đấy là một trận đấu mà có những cái điều đặc biệt. Lần thứ hai liên tiếp Thanh Hóa mở đầu mùa giải bằng chiến thắng. Hy vọng ký ức đẹp về mùa giải 2014 sẽ tiếp tục tiếp diễn với những niềm vui lớn hơn. Nhưng trước khi theo đuổi giấc mơ lớn ấy, ngay trong trận đầu tiên, có những niềm vui nho nhỏ đã xuất hiện ở sân Thanh Hóa. Đó là ngày trở về không thể tuyệt vời hơn của những người con xứ Thanh. Cả Đình Tùng và Sĩ Cường đều đã ghi bàn giúp đội bóng quê hương chiến thắng. Em cảm ơn tất cả mọi người đã luôn ủng hộ đội bóng trong thời gian qua. Em nghĩ là đội hôm nay không chỉ riêng mà em, là toàn đội, tất cả anh em đều thi đấu tốt, nhưng riêng mình em, và đội giành chiến thắng này tặng cho người hâm mộ. Em cũng rất là vui. Mùa đầu tiên về với đội thì thật sự là cũng mới có hòa nhập, cũng chưa được tốt lắm nhưng mà cũng cố gắng thôi. Hôm nay ghi bàn thì cũng đổ xuôi. Chủ nhật tuần này Thanh Hóa sẽ làm khách trên sân Lạch Tray của Hải Phòng. Đây sẽ là trận đấu khó khăn bởi đối thủ vừa giành chiến thắng 3-0 ngay tại chảo lửa Thành Vinh. Hy vọng thầy trò huấn luyện viên Vũ Quang Bảo sẽ biết cách vượt qua khó khăn để tìm niềm vui cho người hâm mộ bóng đá xứ Thanh trên sân khách. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng bóng đá Thanh Hóa. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.